Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Ông Bloomberg tiêu phí tài sản để thắng Tổng thống Donald Trump. Trao đổi với thông tấn xã Reuters, ứng cử viên của đảng Dân Chủ Michael Bloomberg cho biết ông sẵn sàng dành phần lớn tài sản để loại trừ Tổng thống Donald Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc vào năm 2020, đồng thời bác bỏ những lời chỉ trích của các đối thủ thuộc đảng Dân Chủ cho rằng ông đang cố gắng mua cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Trả lời cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn Reuters, ông Michael Bloomberg nói rằng loại trừ Tổng thống Donald Trump là ưu tiên số một của ông. Ứng cử viên Elizabeth Warren nói rằng ông Michael Bloomberg đang cá cược về nền Dân Chủ năm 2020. Ông ta không cần dân chúng, chỉ cần nhiều bao và nhiều túi đựng tiền. Bà cho rằng Michael Bloomberg đã sai. Ông Michael Bloomberg bác bỏ những lời chỉ trích của bà Warren, đồng thời ông cũng phê bình những lời hoa mỹ của bà Warren không khác gì cách nói của các ứng cử viên đối thủ khác. Một trong số những lý do khiến cho ông Bloomberg tự tin có thể thắng Tổng thống Donald Trump đó là ông được những thành viên ôn hòa của đảng Cộng hòa ủng hộ. Theo nhận định của ông Michael Bloomberg, muốn giành chiến thắng một ứng cử viên phải được những người của đảng Cộng hòa ôn hòa. Theo nhận định của ông Michael Bloomberg, muốn giành chiến thắng, một ứng cử viên phải được những người Cộng hòa ôn hòa ủng hộ. Nhà tỷ phú Michael Bloomberg được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 8 tại Hoa Kỳ. Ông là cựu thành viên của đảng Cộng hòa, chuyển sang đảng Dân Chủ và cũng là người tham gia tranh cử tổng thống muộn. Ông Michael Bloomberg bỏ qua 4 cuộc bỏ phiếu đề cử đầu tiên tại Iowa, New Hampshire, Nevada và South Carolina và sẽ kết thúc vào tháng 2. Thay vào đó, thì ông tiến hành chiến dịch trên toàn quốc để có được lá phiếu của các đại biểu tại Texas, một giải thưởng lớn thứ hai trong số 14 tiểu bang được mệnh danh là Super Tuesday. Các cuộc thăm dò xếp ông Michael Bloomberg vào vị trí thứ 5 sau cựu phó tổng thống Joe Biden, thượng nghị sĩ Sanders, thượng nghị sĩ Warren và thị trưởng của Indiana.